Newline là công ty hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp đa dạng các sản phẩm máy lọc nước gia đình, là đơn vị nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm chính hãng chất lượng cao được sản xuất tại Hàn Quốc và có chứng nhận bảo hành toàn cầu của tập đoàn Samsung. Hiện nay, Newline có hệ thống phân phối rộng khắp các vùng miền ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Tuy mới hoạt động kinh doanh tại Thanh Hóa, nhưng trung tâm phân phối độc quyền nhãn hàng máy lọc nước Newline chi nhánh Thanh Hóa được biết đến là đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp và uy tín. Bên cạnh hoạt động kinh doanh thì hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn luôn được đơn vị này quan tâm đặc biệt, thể hiện trách nhiệm của đơn vị doanh nghiệp trong thời đại mới. Mới đây nhất, trung tâm phân phối độc quyền nhãn hàng máy lọc nước Newline chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với Hợp tác xã Nhân đạo Tháng 5 tổ chức chương trình từ thiện Tấm lòng của mẹ dành cho Hợp tác xã dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 18 tháng 4 và câu lạc bộ người khuyết tật vì màu xanh tương lai tại xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc. Chương trình từ thiện đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ ban lãnh đạo cũng như tập thể công nhân viên của trung tâm phân phối độc quyền nhãn hàng máy lọc nước Newline chi nhánh Thanh Hóa. Từ bé thì tôi đã biết một điều thông qua mẹ tôi, đó là không có cái gì tốt đẹp mà không có sự hy sinh. Nên tôi rất là mong muốn được giúp cho mọi người một cái điều gì đó. Thì khi mà đến Thanh Hóa này thì thật sự đây là một cái cơ hội rất lớn cho tôi. Khi tôi là cái người quản lý cái chi nhánh Newline ở tại khu vực Thanh Hóa này, thì tôi muốn nhân cái này để thì mang cái tấm lòng của tôi đã trăn trở từ rất lâu đến tất cả mọi người, và đặc biệt là những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa này. Thì hôm nay là cái chương trình này với cái ý nghĩa sưởi ấm cái tấm lòng và rút ngắn cái khoảng cách đối với tất cả mọi người, để tôi có thể đi đến với tất cả mọi người bằng cái tấm lòng thật sự ấm áp. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng những phần quà được ông Nguyễn Minh Ngọc, giám đốc và cán bộ nhân viên của trung tâm phân phối độc quyền nhãn hàng máy lọc nước Newline chi nhánh Thanh Hóa trao tận tay đến các đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của Hợp tác xã dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 18 tháng 4 và trao các phần quà cho 13 đồng chí thương binh và gia đình liệt sĩ của xã Quang Lộc, đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp, góp phần tạo động lực để các đối tượng vơi bớt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Hôm nay công ty Newline về tặng quà chúng tôi, món quà tuy nhỏ nhưng tấm lòng thơm thảo, thật tuyệt vời, làm cho những người khuyết tật chúng tôi, những cựu chiến binh, những người thương binh như chúng tôi vô cùng cảm kích. Được thành lập từ tháng 9 năm 2009 với mục đích là đào tạo nghề từ thiện và tạo việc làm cho các đối tượng là những người yếu thế trên địa bàn xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc. Đến nay, Hợp tác xã dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 18 tháng 4 đã có 252 thành viên tham gia hoạt động với ngành nghề chủ yếu là sản xuất chiếu tre, cói mỹ nghệ, tẩm quất gia truyền, đem lại thu nhập từ 500.000 đồng đến 2.500.000 đồng một người một tháng. Thay mặt cho anh em người khuyết tật Thanh Hóa nói chung và đơn vị nói riêng, xin cảm tạ những tấm lòng thơm thảo từ quý vị và xin kính chúc công ty cũng như trung tâm luôn luôn mạnh khỏe và công tác tốt cũng như làm nhiều các chương trình thiện nguyện để những người yếu thế chúng tôi luôn luôn được nhờ. Được biết, trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, trung tâm phân phối độc quyền nhãn hàng máy lọc nước Newline chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, tạo lập giá trị chung và tinh thần tương thân tương ái vì sự phát triển của cộng đồng.